vơi đi ngày đang tới, sống chơi vơi. Chuyện một tình yêu anh hoa si, gửi trong tranh vẽ những vui buồn. Thưa quý vị, xin tuyên bố anh hoa si đã bỏ nghề. Anh bỏ nghề rồi. Nên bớt lắc lư lẹo, anh bả suy nghĩ rồi. Yên đang xem lên chịu cánh hồng. Mất luôn cái đầu rồi kìa. Mất cái đầu luôn rồi. Biết không? Thưa quý vị, chịu cánh hồng mà sắc hồng. Hôm nay em ăn cái gì vậy? Hôm nay ăn cái gì mà em có vẻ hơi kích động? Em ăn cái gì đó, cá đó. Dạ, cá đế vương của nhà anh. Đế vương của anh mà em vậy đó. Ăn mắm tôm thôi mà em bị kích động vậy rồi hả? Mắm tôm nhà anh có pha cái gì vô đúng không? Không. Tăng kích thích lên. Không, mắm tôm nhà anh có pha gì đâu. Mắm tôm nhà anh cho chính anh pha đâu, chứ có pha cái gì đâu. Em vẫn đẹp nha. Chào mọi người đi kìa. Cô Lan Trinh xin chào quý vị đang đến với Cam Show. Đúng rồi, mình phải giữ cái dáng mình sang sang. Ê, chính ra hôm nay em mặc đồ hơi bị táo bạo á, Lan Trinh. Mi show khác anh lại quá, nó kín quá. Kín quá. Ừ. Mặc em mặc như vậy rồi làm sao mà cái người dẫn chung với em mà người ta còn có đủ sức bình tĩnh, người ta nói cái mắt của họ nhiều khi họ kiểu các bạn biết không, nhiều cái mắt nó lạ quá vậy. Cái áo thì giống doanh nhân mà đội nón thì giống hip hop vậy. Bỏ đi. Bỏ đi. Ủa? Đồ vô mà con bé nó không khen vậy. Sao đó, dễ rồi. Bị suy. Đọc chưa? Bở sở dĩ là tại vì thấy Miko đội cái nón nên Khang mới xe xua Khang lấy một cái nón Khang đội vô. Cuối cùng bé nó không khen vậy. Không hợp, vô. Em thấy hợp là kiểu giống như là chuyện tình anh họa sĩ với cô ca sĩ thiệt. Dạ. Đội ngược đấy. Ừ. Cuối cùng là anh bán hết nguyên vòng tranh để anh nè. Đó, tóm lại là trời ơi, anh phải ngậm thêm một cây cọ dẻ nữa. Bây giờ ngậm cái khác được. Anh ngậm cái khác được. Cái chuyện đầu tiên đó là Hoàng Thùy gây sốc khi mà tuyển trợ lý theo tiêu chuẩn như boss. Của Hoàng Thùy này kỳ trước là các bạn thấy không? Rất là nhiều hình ảnh câu chuyện về Hoàng Thùy được cập nhật rất là nhiều trên Facebook của cổ. Thì bây giờ Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam đăng bài tuyển dụng trợ lý cho mình. Tuy nhiên mọi việc sẽ không có gì đáng nói khi cộng đồng mạng đọc hết các tiêu chí để thành ứng viên. Em bây giờ em thấy em sẽ là người đọc cái tiêu chí này. Ừ. Để anh tự coi là anh có mấy cái tiêu chí này không. Ok, rồi. Đúng không? Tại vì tiêu chí như boss mà anh Nguyên Khang anh là boss mà. Rồi, thỏa thuận khi phỏng vấn yêu cầu ứng viên nữ hoặc là LGBT. Nữ thì không được. Độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi. Bây giờ nữ là không được, nhưng mà bây giờ anh giả bộ màu tím, anh LGBT anh vô anh tham gia được. Dạ được đúng không? Ủa mà tại sao chị không thích tuyển nam thẳng? Tại vì chị có bồ của chị không thích chị đi với nam, có hiểu không? Có đâu chị nè. Trời ơi. Tại sao là tự giới hạn những khả năng của bản thân? Bây giờ bồ của em không thích em, bây giờ tuyển nam đi, họ cảm thấy không an toàn nên họ muốn yêu cầu nhờ. Qua cái đó. Chưa kết hôn hoặc chưa có con. Chuẩn. Ok. Đạt nha. Chuyên môn được đào tạo tài chính, kinh tế, thương mại, kinh tế đối ngoại, báo chí, luật lệnh thương. Rồi rớt vô phòng kỹ sư. Khoa không có vô cái ngành nào ở đây. Học kỹ sư. Ngoại hình ưa nhìn. Tập sức khỏe tốt. Nhưng mà nãy anh đã diễn ẻo rồi. Vừa ẻo mà vừa sức khỏe tốt. Ờ. Sức khỏe tốt vẫn tốt mà. Sáng tạo. Khả sáng năng tạo. Giao tiếp. Giao tiếp quá tuyệt vời, MC. Yeah. Đàm phán. Ngon luôn. Điêu lương cho mình cực cao. Không, nhưng mà anh hung dữ lắm. Tự thấy đồng nghiệp thấy anh hung dữ. Là nhưng mà anh mọi người ở đây người ta đâu có nói là dữ hay hiền đâu. Em bị sao anh vậy? Đàm phán anh dữ, anh người ta thấy anh dữ nghĩa là anh đàm phán. Khi đàm phán là anh vô cùng hiền. Chỉ khi mà anh không ưa những cái đứa mà cà chớn như em là anh mới dữ thôi. Yeah. Em bung giấy như vậy. Rồi. Rồi, tiếp theo. Năng động, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm công việc cao. Trời ơi, it's me, Thùy ơi, it's me. Khả năng nắm bắt tâm lý. Không có. Bây giờ anh biết tâm lý của em như thế nào. Anh chỉ cần nhìn qua một vòng là biết tâm lý em. Tâm lý em giờ sao? Cảm ơn. Đúng không? Yeah. Em đang cảm thấy bị lạnh lẽo cô đơn. Lạnh lẽo nữa, hiểu không? Anh hiểu. À, xử lý tình huống linh hoạt. Đúng không? Quá thông minh. Okay, xử lý tình huống. Nhìn cái áo thôi mà tự nhiên đoán cổ cởi mở. Xử lý tình huống linh hoạt. Tư duy mạch lạc rõ ràng. Rất là rõ ràng, mạch lạc. Có khả năng phân tích tổng hợp. Chịu được áp lực công việc cao. Áp lực công việc cao. Các bạn tưởng tượng đi, cô nhào tới cô bóp cổ thôi là tôi chịu được áp lực công việc và tôi vẫn tiếp tục dẫn được cái cây hôm sau. Áp lực rất nặng luôn. Áp lực rất nặng. Như là đang bị đè bởi núi như là Tô Ngộ Không này xưa luôn. Mà Tô Ngộ Không là chỉ bị đè một núi thôi. Núi đè là bình thường. Nguyên một vườn đào đè. Đào. Tắt thở. Dạ. Yeah.
Tiếp tục. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Ok, cái này là dư luôn. Khang có bằng B, bằng C, bằng C lập trình luôn. A, B, C nha. A là vị trí văn phòng, B là cao hơn chuyên môn, C là lập trình. Khang qua luôn. Khai thác tốt những thông tin trên internet và các mối quan hệ xã hội có. Thường xuyên có. Đây thì ảnh hay làm cái gì gọi là rải mấy cái thông tin của anh trên báo gọi là cái gì á? Bia. Không. Mấy cái đội mà hay tung tin về một phía để đạt được cái mục đích riêng của mình á. Có cái đó nữa. Có luôn hả? Có đội đó luôn hả? Là anh á. Cái đội đó của em chưa có thành lập. Nhưng mà nghe bị cô nói thì chắc em sẽ thành lập cái đội đó nha quý vị. Ưu tiên ứng viên mạnh về kinh doanh, ngoại giao, báo chí và luật. Không có mình rồi, anh rớt phòng này rồi. Ừ, anh mà sao cổ tuyển trợ lý thiệt á hả? Ừ. Nãy giờ thấy đúng là cổ tuyển giống như là boss, CEO. CEO. Tiếng Anh thành thạo. Yes. Kinh nghiệm. My speak English is very good. Ok, fine. But in the history, in the past. Yes. Your English not good. Bad. But it's good now. No. Chuẩn chưa các bạn? Nói tiếng Anh cực chuẩn nha. À, kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên. Dư. Kinh nghiệm trong ngành giải trí. Trời ơi, nguyên cái giải trí của em hết. Dạ. Quyền lực được hưởng mức lương thỏa thuận. Quyền lợi like quá. Anh thấy chưa, anh đàm phán không có tốt gì. Người ta mới sai một chữ, ông nạt như mặt tôi vậy đó. Quyền lợi. Tại vì em không phải bằng thì đó. Nó khác bây giờ này, giả sử em nói sai đi. Không, các bạn, bà sẽ có một cái quyền lực được hưởng là như sao? Chị ơi, quyền lợi. Em chỉ biết thi vậy đó. Dạ, đổi đi. Hay, đúng là biết thật thế. Ok. Xét tăng lương hàng năm theo năng lực. Sao chị không hỏi mức lương? Ok, với những cái năng lực này, những cái yêu cầu của chị em đáp ứng được hết đúng không? Dạ. Yeah. Vậy em đòi mức lương nhiêu? 8.000 đô một tháng nha chị. 8.000. Là 160 triệu hả? Không, 170. 70 triệu nha chị. Wow. Không có trả giá luôn. Wow. Chắc giá nét. Giá chị. Chị chuyện em là CEO mà. Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến nữa. Làm vậy là mỗi năm em muốn tăng lên được bao nhiêu tiền? Mỗi năm thì tăng 10% nha chị, trượt giá theo đồng tiền. Chưa kể là ký hợp đồng phải ký 5 năm. Rồi chưa kể là mỗi năm phải có một chuyến đi du lịch nước ngoài. Nhưng mà đi châu Âu trở lên nha chị. Đi mình hay đi với chị? Có đi với người yêu chị không? Không đi với người yêu chị. Đi với người yêu em. Tức là mua thêm một vé cho người yêu em đi với em. Còn chị đi hay không thì tùy chị. Kệ chị. Đi qua thì mua vé cho em đi thôi. Vé thôi chứ có bao ăn ở. Có chứ chị. Chị nói không gì vậy? Ở chứ chả lẽ em sống ngủ ngoài đường, đi du lịch mà ngủ ngoài đường. Chị đi mấy ngày em được 3 ngày thôi được không? 2 ngày. Không. Tháng nha chị. Một tháng. Anh nghỉ phép một tháng. Dạ. Yeah. Là mà mấy 11 tháng kia là vẫn có ngày nghỉ đúng không? 11 tháng kia là không nghỉ gì, chị làm xuyên suốt. Làm xuyên suốt không nghỉ thứ bảy nhật luôn. Dạ. Yeah. 24 không? Trên 7 luôn. Đúng rồi. Em sẽ bắt đầu nghỉ từ Noel cho đến Tết ta. Mùa đó là mùa. Chị làm chị này. Kệ chị đi, nhưng mà em sao làm nhân viên nước ngoài chị à? Chị đòi hỏi quá à. Rồi. Đúng rồi, đang muốn boss rồi phải chịu. Rồi. Giờ làm việc phụ thuộc vào công việc của nghệ sĩ. Vậy thì là cái mùa mà em chị kiếm show là em phải làm luôn rồi. Thôi giờ chị cho. Thì em làm 11 tháng đó em sống với chị rồi. Em sống em. Nhưng mà em cắm nghĩ với chị cái rồi. Tháng Tết thì hơi khó với chị. Bây giờ chị tính nghe được không? Dạ. Yeah. Em nghĩ cái tháng mưa đi. Mưa chị ế show thì em nghĩ cái tháng mưa. Cái tháng nào mà mưa nhất trong năm á là em nghĩ. Chị nhưng mà cái tháng mưa em đi du lịch không tiện. Bói phán là em không hợp với bằng thủy. Mưa gió là không nên đi đâu hết. Chị sẽ cho em đi qua mấy cái nước mà mấy cái tháng mưa ở Việt Nam. Không ý. Nó hạn. Không ý là thầy bói không cho em đặt chân lên máy bay mà mưa gió này nọ. Còn thầy không cho. Dạ. Là em phải lại với chị. Em đi mấy cái tháng. Em đi tháng khô nha chị. Nhà khô ráo. Dạ. Thực kiện nhỏ này thật khó dụ đâu quá. Rồi. Tiễn cho Liên. Hết rồi đó. Dạ ok. Em chị. Chị chừng em không? Tiễn em nha. Nhận. Ok. Nhận. Không thử việc nha, chị làm luôn nha, chứ không thử việc. Yeah. Em đi ra phòng cái tháng lấy tiền, ký xét lấy tiền trước luôn. Ê, tiền quá. Em có thể phụ chị một cái. Coi như là chúng ta chốt hợp đồng. Đi. Cảm ơn chị.
các bạn thấy không? Thật ra trong cái trường hợp này á, cư dân mạng nổi lên tranh cãi cũng đúng. Nhưng mà để tuyển một người như vậy á, Khang nghĩ thật ra không biết là đây là một cái cách để gây sự chú ý của mọi người hay không, hay là cái cách mà cô ấy tuyển trợ lý quá khó đến như vậy. Chứ như Khang, tuyển trợ lý chỉ cần chăm chỉ, siêng năng, trung thực là đủ. Sau đó mình sẽ training họ dần dần, sẽ huấn luyện họ dần dần các bạn ạ. Ôi anh dữ lắm, người ta làm sai gì hả anh, chửi chết luôn. Trời, nãy giờ em nói chuyện với anh, em thấy anh có dữ không? Không, mà nãy giờ anh là đang đóng vai là tuyển trợ lý chứ anh mà chuyển qua. Giờ giờ em nè nha, em sinh viên mới ra trường. Anh Khang, em là hâm... Bỏ cái tay ra. Em xin lỗi, em hâm mộ từ đó cho mà nguyên cái dòng họ gia đình của em hâm mộ. Em thấy anh... Em đi xin việc mà em mặc đồ như thế này à? Dạ, chứ phải mặc đồ sao vậy? Em phải mặc đồ kính mít lại cho anh. Em mặc đồ như vậy rồi nguyên cả một công ty của anh rồi nó không tập trung vô nó làm việc rồi ảnh hưởng đến danh xuất, doanh thu rồi sao? Dạ, em xin lỗi, lần sau em biết mặc đồ em kính mặt đồ kính hơn. Được không anh nhận em không có một miếng nghiệm nào hết. Ở nhà là mẹ em nói là em dụng về không làm được gì. Mà ba bình thường ở nhà mà mẹ em làm hết, em muốn làm gì chứ. Nhưng mà em được cái anh đòi hỏi là em trung thực. Đó, em hồi nãy anh đòi gì em quên à, em mất trí nhớ nữa, em không có nhớ đâu. Em có thể giữ đồ được cho anh, mà đi quay lại em quên mất chút đó đâu. Tại vì anh đâu có đòi hỏi trí nhớ đâu. Ok, không cần hỏi hỏi trí nhớ cũng được. Bây giờ anh test cái khả năng sinh ngữ của em. Em nói được bao nhiêu ngôn ngữ? Anh đâu có đòi hỏi sinh ngữ đâu. Em nói được tốt tiếng Việt. Nói được những tiếng khác không? Tại vì anh đi giao tiếp nhiều, anh cần trợ lý của anh cho giỏi nhiều thứ tiếng khác. Dạ không đâu, em không biết nói. À hả? Rồi mức lương yêu cầu nhiêu? Dạ mức lương thì ăn uống ngủ nghỉ. Rồi thí dụ như mà ngủ tối... riêng hay là ngủ với sếp? Dạ tùy anh luôn à? Qua mấy ngày mà mẹ em mà không cho em về nhà ngủ thì em qua nhà anh ngủ. Lâu lâu thì em cũng dẫn bạn em qua chứ, em dẫn bạn qua, em có mối quan hệ xã hội rộng lắm. Qua nhà anh ngủ. Ok, rồi lương tháng nhiêu? Lương tháng thì chắc lương khởi nghiệp thôi. Khởi nghiệp 15 triệu. Cũng được. Bây giờ anh nghĩ như này, trước khi mà làm đăng ký cho anh á, mọi thứ của em ok hết nha, em đi làm cho anh một cái tờ giấy. Em không có biết chữ. Không cần lăn tay thôi. Lăn tay nhưng mà làm vô cái gì? Tờ giấy xác nhận tâm thần. Nếu không được anh biết, em không bị tâm thần. Em lăn tay vô cái đưa tờ giấy cho anh. Dạ, được. Lấy tờ giấy đó đâu anh? Em đi ra cái chỗ nào người ta cấp cái giấy đó. Em ra ngoài đường em hỏi. Em hỏi là chỗ nào cấp giấy cho tâm thần. Nếu như mà có cái tờ giấy đó em đến đây làm vô, rồi em đưa cho anh chứng nhận em không bị tâm thần anh tuyển nha. Thì thấy không, nói ông nói ba cái yêu cầu, tôi có ba yêu cầu, mấy yêu cầu kia đòi hỏi vậy, em đâu có nói là tôi phải biết viết chứ đâu. Ai biết đâu, từ từ các bạn. Quay trở lại với câu chuyện, các bạn thấy rõ ràng là để tìm một trợ lý mà dễ mà khó mà dễ, tại vì vô khi nhập những cái hàng đi đâu, những cái hàng xí là thú gì đâu, trời gì đó, vô được đơn đăng ký xin việc phần cấp như hàng trên. Thì không cần nói nhiều nha các bạn, cái gì cũng đồng ý, xin cái giấy đó cho hàng nha. Nhưng mà nói chứ giỡn thì đúng là nghe nó hài hước thiệt. Nhưng mà có những trường hợp như vậy nha. Có nha. Có các bé là xin làm trợ lý là bởi vì yêu mến người nghệ sĩ đó. Nó vô làm nhưng mà không có một chút kinh nghiệm nào về chuyên môn hết đó. Bởi vì mày với trẻ bây giờ đòi lương cao lắm. Như con bé đi hồi nãy đòi 15 triệu các bạn thấy không? Mới vô thử việc sao trời ơi, lương của nó còn cao hơn tôi nữa. Quay trở lại. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với thử thách vui tiếp theo. Bây giờ như thế này, anh sẽ diễn tả cho em. Em đoán được. Ờ. Rồi, sao nữa? Thì, em đoán được thì là em thắng. Nhưng mà mình gom lại một lần 3 câu đi. 3 câu, anh 3 câu, em 3 câu. Cái trò chơi nó rất là bế tắc luôn á. Ừ. Rồi, chơi. Ok. Mình bây sẽ giờ chơi hết sức mình nha. Ok, chơi hết sức mình. Chơi hết sức mình. Bây giờ có 3, 4, 5, 6. Rồi, anh 3 câu, em 3 câu, cho em chọn đó. Dạ. Rồi, ra rồi, okay. Ok. Rồi bây giờ anh diễn tả trước. Anh trước đi. Ok. Anh gì lớn tuổi hơn em. Kích là rất thỏa luôn. Xe chỉ luồng kim. Ờ dạ. Kim. Cái gì? Tự nhiên giặt rồi sáng, cây sáng. Mấy chữ? Nặng quá. Giặt. À,
kim vậy? Thì thấy có cây kim luồn chỉ quá rồi luồn luôn. Anh không có khả năng luồn chỉ. Anh luồn nhiều cái cũng khó lắm. Hai, luồn chỉ. Hai đứa mình giỏi chứ bộ. Ừ. Để được em nha. Trời ơi. Trời ơi, đoán được cái gì vậy là khán giả đoán được đó. Ăn à, ăn quả với kẻ trồng cây. Dễ thật. Anh nhìn em như con khỉ. Anh nói ủa cái gì mà em hái em không cần phải hái điệu gì đâu. Em bất gì em bỏ vô xong là được. Bộ rồi. Anh để ý tới cái động tác điệu của em là gì? Em nói như nè. Đây nè, đây là quả nè. Em bứt ra một cái là anh biết ăn quả liền. Mà tự nhiên mà hái đâu trên đó. Quả đây nè. Em dù sao cũng là một gương mặt đại diện rồi này nọ, có hình ảnh chứ. Ok rồi, rồi. Chán dễ sợ. Hay á, hay á. Câu nữa thôi, câu nữa thôi. Anh á. Ủa, đây. Hơi dễ sợ. Hơi dễ sợ luôn hả? Cái gì vậy? Chèo đèo lội suối. Cái gì vậy trời? Hả? Chèo. Đúng rồi, chèo mà. Chèo. À, chèo cao tí đâu. Đúng rồi. Trời ơi. Tụi mình á, nên thông minh tim. Là một tim, ờ đúng chơi, không? Đúng rồi. Thông minh đúng không? Không hiểu với nhau. Làm lẹ đi kìa con cái nữa. Sức lực thì không có chứ. Mấy mà dễ sợ thì. Chứ mà thi mang này mũi quá. Mũi quá. Trời ơi trời. Dễ ợt luôn. À. Chị ngã em đó. Chị ngã em đó. Cái gì vậy? Trời đất, nó ngã vô lòng tôi. Sao? Thông minh quá đúng không? Mà chính ra mấy con này nó dễ hả các bạn, đúng không? Rồi thôi, coi như khỏi phạt đi, hai đứa thông minh quá, khỏi phạt đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Nói với hai đứa phải tự thưởng đúng không? Lý ra là vậy chứ mà, hai mình thông minh quá. Anh thưởng nè, anh thưởng nè. Trời đã dễ sợ. Mặc dù chưa tạm tới nhưng mà cái cảm giác nó hưng phấn ở trong người các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi chương trình KM Show. Và đừng quên click subscribe trên kênh YouTube của Nguyên Khang và Miko nhé. MC Nguyên Khang và Miko Lan Trinh Official. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 20 giờ tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nha. Xin chào và hẹn gặp lại.